Để còn còn một tuần hai lần là để tới để clean Đúng rồi, toilet này đúng rồi. nọ kia thôi nha. Còn ví dụ như hàng ngày mà đi vô đi ra nó cũng dơ, lấy bụi bặm thì mình cũng cần phải có đồ để Cái đó là không sao đó rồi. Vậy thì mình cũng nói thêm, ví dụ như tới tiếp đó những cái vật dụng nào mà nhỏ mình biết á, hỏi mình mua tính tiền mình hỏi người thì bên chị cũng hỗ trợ cho mình nha. Dạ rồi, nói chung là bên em có cái gì bên em sẽ đáp ứng cho mình.